Chào Nhật Bim Bim nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đây, đang ở trong phòng thu của bạn Trịnh Thiên Ân ở trong Sài Gòn đây. Ekip đang làm việc đây. Chúng ta chuẩn bị chờ đón MV tiếp theo của anh Phú nhá. Và một bản nhạc cực kỳ độc và lạ trong bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ 2 nhá. Xin chào Tuyết Tuyết, chào Ngọc Hoàng Ngọc Sơn. Đây Phú Lê đây. Đấy, lần trước cái bài Đời Là Thế Thôi và bài Cắt Bụi Cuộc Đời là chúng tôi vào trong này thu ở trong này đây. Nhà em Trịnh Thiên Ân nhé, tôi gắn thẻ ở trên đấy. Các bạn nào mà muốn hát hay như Phú ấy, đấy, vào phòng của nhà em mà thu này. Đó, chào 500 anh em nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào Khổng Giang My, chào Lương Dũng, Bùi Văn Quyết, Nhật, Quang Nhật, xin chào. Đây. Đó. Đợt này mọi người sẽ được thưởng thức những cái bản guitar cực độc luôn nhá. Xin chào tất cả gia đình nhà mình nhá. Phú Lê đang có mặt ở nhà em Trịnh Thiên Ân. Em Trịnh Thiên Ân. Trịnh Thiên Ân cũng là một ca sĩ rất nổi tiếng. Ngoài ra vừa soạn nhạc cũng như là làm nhạc thu âm cho Phú Lê. Sự thành công của Phú Lê cũng nhờ em Thiên Ân rất là nhiều. Chính vì thế thì mọi người cũng biết rồi, gia đình nhà Phú Lê từ ngoài Hà Nội bay vào đây với Thiên Ân. Quyết đang vào Sài Gòn à, chị Mai thì bay ra rồi. Đấy là những cái câu trả lời mà các bạn có thể Phú Lê không nói là các bạn biết rồi. Thế nên là gì là bạn nào muốn thu âm những cái thứ thì đây em làm nhạc rất là tốt. Chính vì thế Phú Lê vào đây. Đấy, hôm nay vào để thu âm mấy bài hát mới cũng như những MV mới để cho mọi người theo dõi cũng như yêu mến giọng hát của Phú Lê thì ủng hộ nhiều hơn để mọi người có cái mới mẻ xem. Bài hát gì trong bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ thì sẽ được bí mật mọi người nhá. Khi nào mà xem phim thì mọi người sẽ được xem. Đây, ekip làm việc đây, đẹp dai chưa? Hai dai đẹp nhá. Chào mọi người nhá. Đây là em áo đen là em Trịnh Thiên Ân. Còn bên kia là phụ tá của anh ta nhá. Đó, là lần trước là mình với cả Phú là vào thu ở trong này. Và bài hát Đời Là Thế Thôi á là em Trịnh Thiên Ân anh ấy tư vấn cho anh Phú đổi tông giọng cho nên là cái bài này nó mới hot. Đấy, công của em rất là lớn. Đó, đây Phú Lê thì đang hôm nay sẽ vào thu những cái bản guitar nữa. Mọi người hãy chờ đón nhá. Và bật mí với mọi người là cái bài hát trong bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ 2 ấy sẽ là một cái bản cực hay mà cực ý nghĩa cho anh em xã hội luôn. Đó, mọi người sẽ không bao giờ phải tiếc khi mà chờ đón xem cái bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ 2 này nhá. Chào Hiệp Lá nhá. Chào Thủy Đào nhá. Chào anh Nguyễn nhá. Chào Minh Phạm. Rồi cảm ơn bạn. Đây ekip làm việc vẫn đang rất là cần cù. Dự kiến là 11 giờ bắt đầu chúng tôi tiến hành thu. Và mọi người sẵn sàng chờ đón những cái MV độc nhất của gia đình nhà Phú Lê sắp tới sẽ tung ra. Đấy, cực chất luôn. Đấy. Và bàn tay quan trọng nhất là bàn tay của cái anh thu âm đấy, anh Trịnh Thiên Ân đấy. Đấy, anh ấy thu đấy, đang rất là làm việc rất là cần cù. Đấy, bạn nào muốn làm ca sĩ đấy, muốn có giọng hát hay đấy, muốn được thu âm tốt thì các bạn có thể đến đây luôn để em vừa là thu xong em lại tư vấn giọng cho nữa, rất tốt luôn. Mọi người có hát thử đoạn nhá cả nhà nhá. Mọi người có ai hóng bộ phim Chạm Mặt Giang Hồ 2 và tò mò xem là anh Phú sẽ hát bài gì ở trong đó không? Lâm Trấn Nguyên ơi, anh chị vào tối qua và sáng mai anh chị bay ra rồi. Ok, Hiệp Lá nha. Ok, Bá Hùng nha. Buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Rượu cạn ly uống xong lòng còn giá. Ok, cuộc sống đợi đợi anh nhá. Mím môi cười có vẻ hơi ngắn ngủi mà nhớ thương không vui. Xa nhau chưa. Chào cậu Giang Nguyễn nhá. Chào Huân Nguyễn nhá. Bạn nào Sài Gòn thì tối nay rủ nhau cà phê nhá. Đường thênh thang. Ok Ngọc Điệp. Gió lộng một
mọi người hóng đi, bởi vì là MV tiếp theo sẽ rất là hấp dẫn nè. Chúng tôi sẽ có những cái cảnh quay rất là chất luôn. Tiền em sâu lạnh giá là xa cảnh, từng chiếc quân bay xa bay xa. À Giang ơi, Giang dâu ơi, dọn cái phòng túi của chị đi, lau túi đi, với cả dọn sạch sẽ cái ngăn để túi đi nhá. Đang thử dọn cả nhà. Bởi vì cất rán nó ỉa đầy ra đấy, mày dọn hết cho ta đi để về ta gặp quần áo mùa đông ta để riêng ra. Chị Trình Thiên Ân đang chỉnh sửa. Chào Hồ Văn Huy. Chào Thúy Vi. Đời là thế thôi đi anh nhá, đời là thế thôi, mọi người có thể bật YouTube hoặc là vào Zing mà nghe. Còn đây anh Phú đang chuẩn bị thu những cái bài mới nhất bây giờ luôn, để phục vụ cho những người yêu quý gia đình nhà Phú Lê cũng như là những người yêu ca nhạc, và mọi người sẽ không bao giờ phải thất vọng. Cảm ơn Heo Biếng nha. Đã từ lâu. Ok. Tôi vẫn thường. Để chị xem thu đến mấy giờ xong, bởi vì thu rất là nhiều. Biết tên, tôi đã thầm. Thế nha, xin chào mọi người nha.